Xin chào cô chú anh chị nha. Có cô Mười ở mua khô heo để cho cô Mười. Cô Mười cũng mua mấy lần ở cái nhà, cũng gửi cho vào tiệm đi mua nha cả nhà. Cô Mười ăn rất là ngon. Cô Mười cũng nói là thôi vào tiệm đi mua dùm bà 2 bịch khô heo nha cả nhà. Xin mời cô chú anh chị xem để đi mua nha cả nhà. Thường thường chị Mười, cho cô Mười á khoái ăn khô heo luôn. Hai bịch khô heo á anh. Dạ, 2 bịch. Dạ. Đó là kêu trà bông ha, trà bông heo. Dạ. Mình đợi tất cả chị Loan nha, để mình mua trà khô heo nha cả nhà, trà bông heo. Mình cũng mua cho cô khán giả cô Mười ra cái nhà luôn luôn, lúc nào cô Mười cũng phải chào bông heo rất là ngon nha cô Mười, mua 4-5 lần rồi đó cái nhà. Dạ, đây là một cô khán giả gửi anh vào tiệm vlog mua 2 bịch khô heo. Đây là bịch nạc cái nhà, bịch khô heo ha. Đây cũng có sang cái đó cho chị Loan nè. Dạ, có logo của chị Loan nha. Anh cầm lên trên chụp hình nè. Cái mặt anh đau đó, làm để cho nó đẹp hả? Đây đó là khô heo á anh. Khô heo, cái này là trà bông hay là trà bông? Trà bông heo. Thì cô trà Mười này ở nhà làm nha, cho nên nó rất là ngon luôn. Dạ. Cô Mười ăn là 4-5 lần á. Dạ. Kêu vào tiệm đi mua dùng. Cô Mười cũng gửi cho anh Dầu Thiện Vlog mua 4-5 lần rồi nha cô chú. Thì cô Mười cũng nói là rất là ngon, cho nên là trưa ngày hôm nay cô Mười cũng tiếp tục gửi anh Dầu Thiện đã đến mua 2 bịch trà bông khô heo không anh? Đúng rồi. Dạ. Trà bông. Còn bịch đó bịch gì vậy anh? Cũng 2 bịch nha cái nhà. 2 bịch trà bông. 2 bịch trà bông. Có logo luôn, rất là đẹp. Ủa sao? Vậy nó mới được ai hết trơn. Một cái dán trước, một cái dán sau như vậy đó. Đồng hợp. Đây là có số điện thoại của chị Loan luôn á cô chú anh chị. Đó, rất là đẹp luôn. Các cô chú anh chị có mua thì điện thoại đặt hàng luôn nha cô chú. Điện thoại đặt hàng shop tại nhà chị Loan cái nhà cố lên nha chị Loan, buôn bán cho khách đông đông chị Loan ơi. Dạ. Dạ. Chị Loan này cả nhà. Rồi. Rồi cảm ơn cô Mười rất là nhiều. Dạ. Rồi. À, cô Mười ở đâu ta? Quận Nhất. Quận Nhất bạn. Cảm ơn cô Mười ở Quận Nhất là gửi tiền cho. Ủa cô Mười trả tiền cho tôi. Dạ. Dạ bông yêu. Thì một bịch như vậy là giá bao nhiêu anh? Anh có thể tiết lộ được không anh? 250 một bịch. Dạ thì 2 bịch là 500 nghìn. Dạ. Bịch này là nửa ký hay một ký anh à? Đến nửa ký. Nửa ký. Nửa ký. Nửa ký. Nửa ký hả? Dạ. 2 bịch này là 500k phải không? 500k phải không? Dạ. 500k. Rồi. Được rồi anh. Xếp gọn gàng lại gửi cho cô Mười. Cảm ơn cô Mười nha, ủng hộ cho chị Loan rất là nhiều nha cả nhà. Cô chú anh chị nào chưa ủng hộ cho chị Loan, nhớ là ủng hộ cho chị Loan nha. Xin chào cô chú anh chị, cũng cảm ơn cô chú anh chị đã phần mình
mua đồ cho chị Lon rất là nhiều, cũng cảm ơn cô chú rất là nhiều nha cả nhà. Đây nó có tem, đây nó có bạch non có tem. Thì tem, tem ở trong được rồi, cái đó là cái bạch đựng mà. Dạ thì vừa rồi là cũng có cô Mười ở quận nhất cô chú anh chị. Thì trưa ngày hôm nay cũng gửi cho anh dầu thiện về lóc 500.000 đồng để mua hai bịch khô heo để ủng hộ cho chị Lon nha cô chú. Thì những lúc trước á, cô Mười cũng gửi cho anh dầu thiện về lóc mua 3-4 lần rồi cô chú. Thì cô Mười cũng ăn quà cũng khen ngon. Thì cô Mười ăn hết rồi thì gửi cho anh dầu thiện vlog tiếp tục đi mua để ủng hộ cho chị Lon nha cô chú. Dạ cô Mười là ở quận nhất nha cô chú. Dạ thì trưa ngày hôm nay Hà Vinh vlog và anh dầu thiện vlog cũng xin cảm ơn tất cả cô chú anh chị và các bạn trong thời gian qua đã xem kênh và đăng ký ủng hộ anh dầu thiện vlog và Hà Vinh vlog. Dạ thì qua video này Quỳnh cũng xin cảm ơn đến cô chú anh chị và các bạn rất là nhiều. Dạ dạ thì hiện tại bây giờ là chị Lon cũng vừa đi ra ngoài công việc nha cô chú. Dạ thì khô heo một bịch là nửa ký nha cô chú anh chị. Giá thì nửa ký là 250.000 đồng cô chú. Thì nói chung là cái giá cả như vậy á thì như Vinh ơi Vinh thấy cũng được cô chú anh chị cũng không có mắc mà cũng không có rẻ, cái giá thì cũng vừa mua á, đúng không anh? Đúng rồi. Dạ. Lâu lâu lúc nào cô Mười cũng ủng hộ cho chị Lon hết á, đi đến chị Lon. Dạ giờ tụi em cũng xin phép cô chú anh chị và các bạn kết thúc video tại đây. Hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn trong video sau nha.